cập nhật tình hình COVID-19 cả nước và thành phố Cần Thơ. Xe tải luồng xanh lén chở người từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Lợi dụng xe dán bảng ưu tiên luồng xanh, tài xế xe tải đã nhận chở thuê 2 công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng. Chiều ngày 9 tháng 8, Công an huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phát hiện một tài xế lợi dụng xe ưu tiên luồng xanh chở người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 làm nhiệm vụ ở khu vực cầu Vạn Lịch, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ thì phát hiện xe tải 51-07056 có dán giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh đang lưu thông có dấu hiệu khả nghi, nên yêu cầu dừng kiểm tra. Trên xe, ngoài tài xế Đào Thanh Đạt 36 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh còn có hai người khác là N 19 tuổi và T 24 tuổi, cùng ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Qua làm việc, hai người này khai là công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên cả hai đã thuê tài xế Đạt để về thành phố Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có nhiều vật dụng cá nhân của hai công nhân trên. Tại thời điểm kiểm tra, cả ba đều có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn thời hạn trong 72 giờ. Qua đối chiếu thông tin nhân thân của hai công nhân nói trên, phát hiện hai công nhân này có thông tin trùng 100% với hai lao động tự do có tên trong danh sách công dân Cần Thơ đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lên kế hoạch rước về vào ngày 9 tháng 8. Tuy nhiên, vào phút chót, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã bất ngờ cho ngừng kế hoạch ngay trong đêm 8 tháng 8 để tập trung lực lượng cho việc lấy mẫu test nhanh trên toàn thành phố. Hiện Công an huyện Cờ Đỏ đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.